xin kính chào toàn thể các bậc phụ huynh cùng các con yêu quý. Cô Quý rất là vui hôm nay lại được đồng hành cùng các bậc phụ huynh và các con yêu qua một hoạt động mới. Trước khi vào hoạt động mới ngày hôm nay, xin mời tất cả các bậc phụ huynh cùng các con thân yêu, chúng mình hãy cùng đến với một bài hát, đó là bài hát Màu Hoa. Đây là một bài hát rất là vui tươi của nhạc sĩ Hoàng Văn Yến đấy. Xin mời tất cả các bạn cùng nghe nhé. Vừa rồi thì các bậc phụ huynh và các con yêu chúng mình đã được lắng nghe bài hát rất là hay rồi đúng không? Và trong bài hát có nhắc đến gì các con nhỉ? À, đó là những bông hoa rất là tươi thắm đúng không nào? Xuất phát từ những bông hoa tươi thắm trong lời bài hát và tháng 11 yêu thương của chúng mình có một ngày lễ rất là đặc biệt. Đó là ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam đấy. Hôm nay cô Quý sẽ dạy các con một hoạt động, đó là hoạt động tạo hình dán những bông hoa. Chúng mình hãy cùng dán những bông hoa thật là đẹp là món quà dành tặng cho các cô của chúng mình nhân ngày 20 tháng 11 nhé. Trước khi vào hoạt động ngày hôm nay thì cô Quý cũng chuẩn bị một món quà vô cùng đặc biệt dành tặng cho chúng mình đấy. Chúng mình có muốn xem đó là món quà gì không? À, vậy bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau mở hoa nhé. 1, 2, 3 mở. Ô, là một món quà rất là đặc biệt đúng không nhỉ? Món quà gì đây các con? À, đó là một bức tranh dán bông hoa rất là đẹp đúng không? Và bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát bông hoa này nhé. Nào, chúng mình nhìn xem đây là bông hoa màu gì đấy các con? À, đúng rồi, đây là bông hoa có màu đỏ. Và bên đây là bông hoa có màu gì nhỉ? À, đó là bông hoa có màu vàng. Và bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát cánh hoa nhé. Nào, cánh hoa thì các con nhìn xem, cánh hoa giống hình gì nhỉ các con nhỉ? Cánh hoa giống hình tròn. Đúng rồi, cánh hoa có dạng hình tròn. Và cánh hoa được xếp lung quanh, ở giữa là nhụy hoa đúng không? Và phía dưới của bông hoa còn có gì đây các con nhỉ? À, đó là thân của hoa và lá của hoa. Và bây giờ chúng mình có muốn dán được một bức tranh đẹp như là bức tranh của cô Quý không? Để thực hiện được tạo hình dán những bông hoa, xin mời các bậc phụ huynh hãy chuẩn bị cho các con những đồ dùng như sau. Thứ nhất là một bức tranh đã được trang trí sẵn. Thứ hai là những nọ hồ dán. Thứ ba là tăm bông. Thứ tư là một chiếc khăn lau tay. Và cuối cùng không thể thiếu được, đó là những cánh hoa hình tròn màu đỏ và màu vàng, thân hoa màu xanh và lá hoa nữa đấy. Bây giờ xin mời tất cả các bậc phụ huynh cùng các con, chúng mình hãy cùng quan sát cô thực hiện dán mẫu bông hoa nhé. Trước tiên, tay trái cô sẽ cầm thân của cây hoa, tay phải cô sẽ cầm tăm bông và chấm vào hồ dán. Cô ngửa mặt trái của thân cây hoa lên và bôi hồ dán vào. Cô dán lên bức tranh. Vậy là đã được thân cây hoa rồi đấy. Tiếp theo cô sẽ lấy nhụy hoa và tiếp tục tay phải cầm tăm bông, chấm vào hồ dán và lại bôi vào mặt trái của nhụy hoa.
cô dán lên phía trên của thân cây hoa. Và lại được nhụy hoa rồi. Và cuối cùng cô lấy những cánh hoa và cũng tương tự bôi hồ vào mặt trái của những cánh hoa và lần lượt dán xung quanh của nhụy hoa. Vậy là tạo được một bông hoa thật là đẹp đấy. Và bông hoa còn thiếu gì nữa nhỉ? À, bông hoa hãy còn thiếu lá hoa nữa đấy. Bây giờ cô lấy tiếp lá của bông hoa và lại bôi hồ và dán tiếp vào thân của cây hoa. Vậy là được một bông hoa hoàn chỉnh rồi đúng không? Tương tự, bông hoa màu vàng cô cũng dán như thế. Là cô sẽ được một bức tranh dán bông hoa rất là đẹp. Vừa rồi thì cô Quý đã chia sẻ cùng các bậc phụ huynh và các con thân yêu một hoạt động, đó là hoạt động tạo hình dán những bông hoa. Qua video chia sẻ ngày hôm nay thì cô Quý hy vọng tất cả các bậc phụ huynh ai cũng có thể hướng dẫn con tại gia đình dán được những bông hoa thật là đẹp, là món quà dành tặng cho cô giáo của mình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam nhé. Và giờ học của cô đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt các bậc phụ huynh và các bé. Hẹn các bậc phụ huynh và các bé trong giờ học sau nhé.